Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube PC Game. Hôm nay tiếp tục đến với thứ tư này. Về cái cuộc hành trình của hoàng tử mất nước anh em ạ. Trên đường tìm các cái nhân vật, những cái người bạn có cùng chí hướng để mà để giúp cái chàng hoàng tử của chúng ta lấy lại đất nước bị xâm chiếm của mình. Thì để bắt đầu cái tập thứ tư này, mình đã dành một ngày để mà luyện level anh em ạ. Thì ở đây mỗi nhân vật của chúng ta đã tăng level khá là ổn định, vì mình thấy rất là khó khăn khi mà cái nhân vật phụ công mới bắt đầu chơi ấy, khoảng level 8, level 9 gì thật sự chơi rất là khó anh em ạ. Mình đi luyện level cũng chật vật với cái em này lắm, tại vì level khá thấp, bị mấy cái con quái boss cao nó quánh thì rất là dễ chết, gây trở ngại rất là nhiều. Thì bên cạnh đó, khi luyện level thì cũng có một số tiền anh em ạ. Nên là đối với những anh em nào mà có cái ngôi làng đấy mà mình có vũ khí chưa thể mua được thì có thể cải cấp xong không quay lại, có tiền rồi thì mua vũ khí, áo giáp hoặc là một số item cần thiết đấy, để mà sau này con đường đánh sẽ dễ dàng hơn. Thì level hiện giờ thì cũng khá là ổn định rồi anh em ạ, đều là trên 20 cả, nên là đấm thì nó sẽ thoải mái hơn. Hôm nay chúng ta bắt đầu tập thứ tư nhé. Và trước khi bắt đầu thì anh em vui lòng dành chút thời gian để mà like trên YouTube cho game giúp mình, như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Ở đây thì mình điểm về kỹ năng cũng khá là nhiều rồi, tăng thôi. Tăng chỉ số tấn công, tăng cường sức mạnh tiềm ẩn ha. Ok, đã mở khóa một kỹ năng mới, tăng lượng sức mạnh tiềm ẩn của nhân vật bao nhiêu, cụ thể bao nhiêu để nói à. Cụ thể bao nhiêu để nói, như này nói chung chung quá. Miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong 2 lượt không ok lắm. Phù HP cho đồng minh được chỉ định. Mà sau khi nhân vật đó hoạt động trong 3 lượt là thiếu rồi. Mình đừng hồi liền 3 lượt 6 mới hồi à. Giảm kháng độc của mục tiêu được chỉ định. Thế phải, kỹ năng của con này hơi ảo. Ok, mở được một kỹ năng khác. Mở được 3 cái rồi. Tăng 500 lượng HP tối đa của nhân vật. Ngon. Một nghìn tám tăng lên 2000B. Ngon đấy. Hồi SP của nhân vật sau khi mà phá giáp mục tiêu. Ngộ quá đấy. Gió nhưng mà không được tất cả, mà chỉ được một mục tiêu chỉ định. Cái hiệu ứng combo cái quái nào dễ hiểu lắm. Chơi cái này thử xem. Đẩy cái người mình cần đánh lên một lượt cũng khá cần đó. Kéo dài các cái hiệu ứng có lợi của nhân vật trong một lượt. Nhân vật né đòn tấn công của cái địch dễ dàng hơn. Né tránh vĩnh viễn kinh. Nhận thêm điểm CP sau trận chiến. Điểm này dùng để học kỹ năng đây. Không được lắm, mỗi thằng tướng có vẻ ổn. Nhân vật nhị hoàng tử sẽ còn khá ok.
Ok, chạy già này khá là mạnh, đánh lại cái không thử phép nữa xem nào. Gì đấy thanh niên, con này có nhiệm vụ à? Cho thì lấy, ngại gì từ chối. Tự nhiên cái này là thuốc trị thương, thuốc giảm đau. Thử xem sao. Ngủ nè. Nên cho thằng này ngủ thì đúng hơn. Có thì cứ lấy hả? Bức thanh mà có phải xấu rồi, kinh vậy. Cái đố có gì? Mấy tập say xỉn cho ngủ mẹ. Nó là giải quyết xong. Bùa phúc lợi mình được 4.000 lá nữa mới kinh. Nhận thêm lá vào cuối trận chiến, đóng ô rồi tính đi. Già này quánh nó trận nữa coi. 3.000 tiền cơ à, tính vậy. Bí kíp trồng nho. Thế. Mà bất cứ ai, bất cứ điều gì.
sắp được cổ. Ngon vậy. Mình xin cái nghề thủ công. Thì cái lỗ nó ở đâu? これ làm gì đây? Em biết chất lượng cấp 2 qua. Con này mới 20 điếu lấy được cái cây tui chứ. Đại gì gì sửa nếp. Con này mới 20 không lấy được rồi nè. Cái này tôi hàng hóa phong phú hơn. Ông này là kiếm với lại thương được dê. Ok. Khai shi no tachi. こちらの番だな。開始の太刀。
Đó, nó rút đi. Đánh chơi thì không đây. 500 mấy nó chặt cho hai cái chắc rụng quá. ここからだ。何人の関係者番人。使うぞ。何人関係者。いざ。で、やろう。開始の太刀。Ừ. Mà đã quá. 6 máu nó tầm khoảng 6000 cái này mà. Hay quá, cuối cùng nó được lắc. Dùng rìu tấn công mục tiêu được chỉ định 2 lần. Tăng tốc độ. Bèo lắm, nó hay ho gì đâu. Tăng tốc độ trong 3 lượt. Khá hay. Vậy đó bằng cái này. Cái này vừa tăng phòng thủ vừa tăng tốc độ vẫn ngon hơn. Bỏ ơi. Làm sao để gặp được mấy cái nhân dân để mà hỏi về cái vụ phục thù rồi nên là khốn nạn nằm ở dưới đất này. Ban cung như vậy. Atashi no ban. Quái nào? Support. ここからだ。金属柱。誇りとともに。うまい。これね、だからいいわ。変異。わら、giết cái thằng trên cầu mà trả thù đó。無茶したダメ。いくよ。まいいか。dùng dao găm gì phải. こちらの番だな。よ。một phát chết luôn. đột kích đã. これでよ。不错。
ごめんなさいね。Đi cái đâu rồi? Mình học được rồi. Ông này mới kinh. Ông này có vẻ khá mạnh. Mà cơ hội thành công khá ít. Quốc luôn. Nuôi xếp của tao rồi. Show. Ý dạ. ここからだ。ボム。サンダル蹴り。行くぞ。よし。こちらの番だな。さあ。変化。Máy gần 5.000 rồi. Đi rồi. Sáng đây. Để chết rồi. Cô chỉ là nó bàn đà. こちらの番だな。うん。もう抜くね。さっきでいいな。おいおいおい。Nên liều với nó không nhỉ? Tại sao không? Lần này là mày không đi thì tao đi thôi. Điện đi nó. Thấy màu ngay. Đá hồn xếp. Mà đà mà đà đà nà. Đây sẽ phân xét lên mục tiêu được chỉ định. Điều này khác của boss anh em. Không được toàn thể luôn mà chỉ được một người tập thể. Mất công. Bây giờ trước khi đi khám phá thì mình lên mình hồi phục cái thanh niên này đã đi mà. Vô luôn. Giảm giá nhà trọ. Cảm ơn. Hàng lá hiếm sẽ bán được.
帰り。OK, dịch chuyển lên trên kia thôi, nói chuyện thanh niên kia nè. Thu phục thanh niên này luôn rồi mình sẽ quay lại xuống dưới kia khám phá. Cái này nhìn có vẻ hơi bụi bọt nhỉ. Tư thế phản kích nghe có vẻ hay. Ẩn giấu ở đâu vậy? Cao thế. Tư thế phản kích có vẻ hay. Quấn nó từ xưa. Đi ra. Đồ cái thương luôn. Yêu cứ rồi. Nhìn thấy rồi. ここからだ。うん、ぐにゃ。行くぞ。炎のタクシーだ。さあ。にゃん、ウランナ。変化だ。おいざ、5000万、倍毛。まだまだだ。チューキープランギムルは。まだまだだな。Tăng chỉ số tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của nhân vật trong 3 lượt. Cái này ngon hơn này. Tấn công và phòng thủ luôn. 3 lượt còn cái này chỉ có 2 lượt. Y wa za da. Ngon nha. Hơn hay. Thủ phát đã. Hồi lại cái chiêu kia chứ. Ừ, hỏi xong. Hãy đi. Ý hoạt. Ồ, thằng này thế mẹ sức mạnh 6 sao. Có một tuyệt kỹ gọi là song tích. Ostore. Này xấu sao mẹ. Đi rồi. Há có cái gì à? Tự xin nè. Sáng ra đây cái gì. Điều, điều phải. Thế vậy. Cái đầu xanh nó thọc một cái mẹ. Gần nửa máu à. Ủa rồi đồ vui chưa. Điều. これでどうだ。何でダブルは。使うぞ。はない。こちらの番だな。何回目のね、もういい。Nó lại tăng khi nó học cho hai cái đi luôn à. Nó biết ngay mà. Ấn tượng đấy. Ấn tượng đấy.
thưởng đấy. Lại nè. Ushito. ここからだ。うん。使わせてもらう。Nếu mà nó chơi xong nó còn được chơi mình khác nữa. Hai shi no tachi. こちらの番だな。ごめん。vỡ liền. Chơi cỗ này nó liều không ta?Chỉ được một phát thôi, sau là thua. Được cái liều này. Scout. Yuk zo. Phá nó. Ya, kodore. Ma da da.Được, chơi kiểu này chơi hai phát là ngập ha. Koko kara da. Căng người ta. Được nha. Ok, đấy để thử rồi đây. Ô mê. Sưng ngoài. Cô chả nó bàn đà nè.Mình có cái chiêu loại bỏ trạng thái của nó bên phải. Hơn 3.000. Đồ máu vẫn trắng à. Trắng thì ổn rồi.これでどう？もう、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 もBây giờ chưa có khả năng thắng nó rồi. ここからだ。Một cái này.開始の太刀。返す。Đèo. Tomo yo.Rồi, để lần sau thử lại. Bây giờ nếu quay cú thì vẫn có thể cố gắng để mà giết được nó, nhưng mà khá đó thời gian. Để sau đã.
ありがとう。gì đây? Nữ à?Bản thân ありがとう。Trong kìa à, đi đi ông tắt hết thì chui vô nhét kiếm gây mê đi ra đi cứ rồiối rồi băng xương hai trăm mấy kìa tình đấy đi rồi tính bảy これでどうだここからだいや OK こちらの番だ sử dụng cái loại bỏ cái ra.無心の太刀。刀厉害。有武器都不会刀。行くぞ。刀牌。使うぞ。kiếm những cái khác cũng được tập. Chủ là. Đi rồi.廃止の太刀ここからだ戻れるこちらの番だな騒ぐ引入かここからだなら来い。こちらの番だな。はい。ここからだ。いや。đi thôi thôi xong luôn. tỉnh lại.行くぞ使うぞ lấy thì tèo lại ngủ à thôi thua rồi hiểu hiểu cái kỹ năng của con này rồi khá hay mày không tèo tao tèothì sao tiểu
この力。攻撃せ。おいおいおいおい。クコクの誇りとともに。ない。まだまだだな。Không hứng thú. Đây có cái đường lên nào không nhỉ? Có. Có cái đường nào để lên đây chứ? Ở đây đây đây. À đây, câu đùa đặc biệt đây.Ủa mình tìm được cái đồ gáy cười rồi mình trả nhiệm vụ như nào? Đó. In. Chỗ nào? ありがとう。
thanh niên kích hoạt cốt truyện đây. Bên dưới mò thêm tí nào. Đâu đây, câu đùa nữa đây. Có hai câu đùa rồi đấy, được chưa? Chọn một trong hai cái đi. Vài cái đèn. Ừ đúng rồi, nhưng nghe cụ thể nó nghe một cách chú ý thì nó có vẻ nó hơi kỳ kỳ. Nhận ghê chưa? Gì đấy? Cho gì vô đánh ghé tí nha. Ok, cũng được. Trước khi vô kích thích câu chuyện thì chiến với thằng kia trận nữa. Thua khá cay cú anh em ạ. Làm nó trận nữa xem sao. Nhìn tao. Show. Đi ra. Koko kara da. Kaishi no tachi. Cái chiêu phản kích này không cần nhược điểm vẫn phá kim của kẻ thù được cho nên khá là lợi. Đi ra. Sukawase te mora. Kinh đấy. Kai. Kai. Mada da. Làm hai phát cũng tập này. Yuku zo. ここからだ。もののために。違う。砂漠。攻撃せ。
Đu kiếm chém đi có mấy trăm vậy. Tôi xong tôi rồi, vẫn không được rồi anh em ạ. Không được rồi. Kaishi no tachi. Kaishi. Mada da. Tsukau zo. Thôi anh ơi. Tài năng gì không đây? Ủa, nó đây anh ta. Tôi nhìn anh cái yêu đêm ở đâu cả. Ôi ôi, cái ta ô đồ rồi ta. Phụ nữ mày đã kể được cả rồi. Anh ta sắm ăn chức ưu đê ngã thật nè. Cố ứng đã rồi. Anh ta mi tay nà hít nhì ai ở nà thế nà. Tôi là Parthetio, sô nhân đã.ちょうどここを旅立つところだったのさ。俺はこれからでかいことをやる。そのためには人手が必要でな。あんたみたいな頼りがいのあるやつと旅ができたらって思ってたんだ。一緒に旅してくれるのか？ありがとうさん。改めて、俺はパルテティオン。世界中の貧しい人を救う旅に出る男だ。当然は、聞いてる。
Ông này là một thương nhân hả? でな、かっけえじゃんそれだろう。パクっていいぞ。いや、いい、パクるのはかっこ悪い。欲しいもんは買うぜ、商人だからな。やるな息子、よく言いやがった。でな、でな、俺だったらここ全部みんなで分けるで、みんなで住むな。そりゃいいな、みんなハッピーじゃねえか。だろう。だが、商売も忘れてはいけないぞ。この荒野は、私たちが土地主から買った財産だ。誰かへ分けるなら、対価を得ねばな、パルテティオ。ロックのおやっさん、まあ、堅いこと言うなよ。この一帯で銀が取れるって噂を聞きつけてな。俺とロックで金を出し合ってここの権利を買ったのよ。そういうことだ。ここじゃ石ころみたく銀が掘れるらしいぜ。ほうけてる場合じゃないぞ。お前も商人の端くれだろ。このリーフで銀を買い取ってこい。俺が行くのか。商人の目利きは知識と経験で決まる。何事も実践が大切なのだ。わかった、銀を買ってくるぜ。ああ、お前の商人の腕見せてこい。Đi mua bạc với cái mức giá này, thấp nhất. Phải, kêu thằng này gà con. Giao dịch để mua vật phẩm của dân thường, ngon phết nha. Khá hay. Bán được với mức giá phải chăng? Bán ngon nếu hồi sau cần tiền mới lại mua bán kiếm lời. Đá hồng, đá cây, là cái đèn. Người mua mới được chứ, mình đâu có giao dịch để bán được đâu.
giao dịch được thì ai bán được thì hay. Ủa? ようパルペティオ、銀は買い取れたか。持ってきたぜ。ほらこれだろ。どれ見せてみろ。ほー、見事な代物だぜ。こりゃしこたま稼げるぞパルペティオ。ゴタマ、うちは家が酔っ払ってこの事業にかけたんだからよ。だが有望な賭けだ、パップ。世界中で共通効果の銀製リーフが流通し始めている。これからは銀の時代が来る、間違いなくね。はい、ピーバイ。ああ、稼ぎまくろうぜ、ロック。よっしゃ、明日から銀を掘りまくんぞ。おう、やったろうぜ、親父。いいとおりなんだよ。でかくなるぜ。Dọn nhà trên đồi luôn cân rồi. Đã hay. Dựng lấy cái nhà nhanh vậy. Tám năm cơ. À, thấy ngay đây luôn hay chứ. Ồ, đông đúc phết. Sa hatta hatta. Kyō no toretate, majiritte nashi no jōmon da. Uwasa o kiki, tōku kara koko no gin o kai ni kita ga. Kimi no youna oni-san ga kinisutsu o hoshō dekiru no ka ne? Nikubiri nasan na.これでも商人8年目よ。銀の良し悪しってのは純度で決まれ。見てくれよ、この濁りのない綺麗な色と艶を。ダドリ用の冠にも使われてる一級品だぜ。おお。さあ1万リーフからだ、景気よく行こうぜ。40万リーフ。80万。160万。どう。180万リーフ。ほい、来た。ねえか。ねえな。えらい。180万リーフで決まりだ。ありがとうさん。さあ、持ってってくれ。後悔させねえぜ。
確かに上質な銀だな。この銀鉱山は彼らが一から切り開いたそうだ。たった8年で大陸有数の銀の名産地となった。あの2代目いい腕だ。目利きも上等だが、人の心をつかむのがうまい。あれはいい商人になるぞ。まだ16だとか、それ恐ろしいな。さあ次の銀いっちゃうぜ。300 bán lại được bao nhiêu hả? Arigato. Bán lại xuống được nhiêu nè? Không đá cực kiếm đâu. Mẹ mua 300 bán lại 2 à, tiên sư. Giá khá tốt, kéo là lỗ thêm. Công tự chế này tấn công vật lý 5 phải yếu. ありがとうさん。Miếng bạc này đành phải bán thôi.
mua đồ gắn vô hay là quấn nhau mày. ありがとうさん。よっしゃ、さすが俺の息子だ。でかくなったな、この町もよ。何言ってんだ、まだまだこっからだろ。ああ、この町はまだでかくなる。銀をもっと掘りまくって稼ぎまくってやる。で、町のみんなにいい思いをさせてやるんだ。おお、いいな。やったろうぜ、親父。バルテティオ兄貴。ひどい。大変です。ギャングどもがまた鉱山に。嫌がったか。よし、先に行ってろ。俺もすぐ行く。鉱山を守るのはいいな。喧嘩をほどほどにしとけ。できねえ相談だな、親父。こっちも人手を集めていくぜ。しこたまな。おい、あんまり派手なこと。たく、言っちまいやがった。
mở đường nào. Đây. Đâu đứa nào bị lộn đâu. Yoshi, chuẩn bị là 良さそうだな、お前ら。兄貴こそ準備万端みたいっすね。おお、ギャングどもには頭に来てるからな。ここが潤うと金の匂いを嗅ぎつけやがって、みんなで稼いだもんを奪うワルに遠慮なんていらねえ。おう、そうだそうだ、やっちまおうぜ兄貴。お前は新顔だな。頼りにさせてもらうぜ。これ取っときな、よろしくな。お、出たぞ兄貴のお配りが。出会う他人にコインを配る男、パルテティオ兄貴。何言ってんだ、世の中助け合いだろうが。へへ、荒馬にも情けか。商売も喧嘩も敵なし、ついた名が荒馬の商人。ま、金払いはいいんだけど。そこ、ごちゃごちゃうるせえぞ。仲間割れか、二代目。お。来たな、ギフ。ご心配なく。金をよこせよ。ずいぶん儲かってるんだろう。みんなちゃんと働いてっからな、対価をもらってるだけだ。だがそれを横取りしたがるてめえらは許さねえ。ちゃんと働きな。結構気持ちいいぜ。そうだそうだ、ちゃんと働きやがれ。チッ、労働者どもが。お前ら
手加減はいらん。何事も奪ったもんがしな。ニャロ、開き直りやがった。いいかお前ら、こっちも気合い入れてくぞ。いい仕事したやつには特別手当も出す。さすが兄貴、太っ腹。おらおらおらおら。オッケー、買うぜ。この喧嘩かかってきな。しっかり働いてもらうぜ。Chẳng muốn tao học gì mày. Khổ khả đó. Khổ khổ. Khổ chiên. Yosha. Anh đang quấn mình không à? Khổ hân nô ya. Úi giời. Cổ cả đó. Chị. Mày. Ô tô tôi kì nè. Đón nè mọi người. Mày. Tha đó để xin mưu tổ mưu nè. ああ、いかにもなこと言うじゃねえか。チッ、おい、行くぞ。へっ、おととい来やがるってんだ。やりましたね、兄貴。ああ、快勝だ。お前らよくやってくれたな。ささ祝勝会と行きましょうよ。よし、みんなでパーッとやるか。やったぜ、兄貴のおごりで飯が食える。ひゅー、さすが俺らの兄貴、太っ腹。あ、俺はおごりだなんて一言も。兄貴、早く。お、おいっては。めはみんまっこい。なんだと。耳がいかれちまった。もっぺん言ってくれ、ロック。うん。私はこの町を去る。冗談きついぜ、相棒。俺らが一から始めて、ここは大陸有数の銀鉱山になった。さらにでかくなるって時に。なぜだ。商売とは荒海だ。波がたゆたい、潮が満ち引く。この町には確かに大きな波が訪れた。だが時代は変わるものだ、パップ。一緒にやってきた町の奴らはどうなる。一つ忠告しておこう。8年前、我らが交わしたこの土地の契約、あの契約には重大な問題がある。何？いずれ嫌でも分かるさ。おい、待てよ、相棒。潮時だ。じゃあな、パップ。
Phải. Có khi nào bị ông này cho ông vố không? Chịt khuí sugi da na. Kono machi wa motto dekaku naru nda. Minna to issho ni. ロックのおやっさん、おやっさん、もうお帰りかい？うん、パルテティオ、ちょっと話をしないか。パルテティオ、私はこの町を去る。え？はっきり言おう。銀鉱山は直捨たれる。銀は世界中で掘られ価値が薄らいでいく運命だ。私はこの商売を見切り東大陸へ行くのだ。ちょっと待ってくれよ、おやさん。東は進んでいるぞ。有望な商品に満ちている。蒸気機関を知っているかね。蒸気の力でかつてない力を得る画期的な商売だ。これからは蒸気の時代が来る。間違いなくね。鏡を見てみろ。目が輝いているぞ。根っからの商人、興奮しないはずがない。それどうも。ギャーナイマイ、rất nhạy bén với ba cái công việc kinh doanh, cũng như là ba cái phát minh của thời đại mới. その詳細、行動力、人望。君ほどの逸材はそういない。世界中を見てきた私が保証する。この町を捨て、新たな商売を共に始めないか。我らで巨万の富を稼ごう、パルテティオ。おやつさんはいつでも何歩か先を見てんな。あんたは俺の憧れの商人だ。でも俺は行かねえ。俺はまだこの町の奴らと一緒に商売してんだ。悪い、なさい。アルテティオ、君の目はそうは言っていないぞ。外の世界を見るまだ見ぬ商人に心を躍らせて。Ông này khá nhạy biến. そうか、惜しいな、実に惜しい。君の才能がこの町と共に廃れていくとはな。さらばだ、パルテティオ。Ông cha còn bị chơi trong phố cho xem. Ừ. Cái tụi anh cướp đồ tới dở đồ đi hết rồi. Bưng đồ đi hết rồi.Hoang tàn. Nghèo mẹ luôn rồi.
ほらよ、できたぜ親父。俺特製肉野菜炒めだ。おお、たまらん匂い。待てパルテティオ、肉がねえ、肉がねえ肉野菜炒めがあるか、このひよっこ。しゃあねえだろ、肉はお高いんだよ。名前だけでも腹いっぱいになろうぜ、ね。しょっぱくなったもんだぜ。銀を掘ったってもう俺たちに入る金は残飯程度だ。はじめの契約書、あれがそもそもの過ちだった。土地主はいつでも土地を買い戻すことができる。小さく書かれた文言を俺が見落としたのがまずかった。土地主はしばらく俺らをせっせと働かせ、銀が売れると見るや町丸ごとお買い上げしやがった。それ以来銀を掘っても利益は土地主に吸われちまう。おまけに無理がたたって俺はこのざまだ。俺のも食っとけ。体力が資本だろうが商人はよ。ひよっこめ、かっこつけなって。Ok, biết cũng đi mẹ. Ồ, xô, 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 xô.Già đầu giữ không đá làm gì ông nội.ありがとうさん。お前ら、よう元気かよ。兄貴、仕事はねえかい。何日も仕事がなくて、ろくに飯も食ってんのか。この町にはもう何もなくなっちまった。うちなんかこのパン一切れでしばらくしのがなきゃ。なあ兄貴、仕事くれよ仕事。雇ってやりてえが、その金がね、銀行団のやりくりがきつくてな、土地主とやらが厳しくてよ。そんな、俺たちはどうすりゃ。
ハリー返せ。それは俺のパンだ。うるせえ、よこせよ。俺にだって家族がいるんだ。うん、やめとけよ。俺のパンをやる。少ねえけどお前らで分けろ。パルテティオ兄貴。ちくしょう。すまねえハリー、ニッキー、こんな思いさせねえよ。俺がもっとちゃんと面倒見てやれたら。知らなかったぜ、こんな辛いもんなんだな、貧しいってよ。すまなかった。仕事は俺らで何とかする。兄貴、あんたは何も悪くねえ。ダセえやつだ、泣いてやがる。逃げちゃおう。そんなもんより金をひねり出せよ、二代目。ギフ、来やがったな。土地主の下につきやがってちゃっかりしてんな。人生で大事なのは誰の下につくかさ。16年前の契約書忘れてねえよな。商人ならわかるだろ、この紙の力がよ。で、何しに来たんだよ。土地主様からの伝言だ。銀の利益の徴収を増やすってな。近頃は各地で銀が取れ、価値が下がってきた。土地主様も苦渋のご選択ってわけさ。冗談じゃねえ。これ以上取られてたまるか。ああ、今でさえギリギリだってのによ。おお、逆らうのか。立場分かってるか、ガキ。お前は絞られる側だぞ。俺のレモンに過ぎねえ分際で生きがってんなよ。てめえ今のお前らにはレモンも貴重か。いいか二代目、次からはもっと金を納めろ。兄貴。くそ。親父、帰ったぜ。どうした、辛気くせえ顔しやがって。ちょっと、パルテティオ、何に悩んでるのか知らねえがよ。結局、お前のやりたいようにするのが一番じゃねえのか。何もしなけりゃ負けることはねえ。だが、勝つこともねえ。よし、
決めた。ちょっと行ってくるわ。おやじ、ありがとうさん。いい顔できんじゃねえかよ。もう終わりだ。この町は何も残さず絞られちまうんだ。お前ら仕事欲しがってたな。くれてやるぜ。あいつらをぶっ潰す。兄貴、鉱山の所有権を失ってから俺もずっと我慢してきたが、よーく分かった。土地主たちは自分らが超えることしか考えてねえってな。俺らや町がどうなろうが、奴らにはどうでもいいってことさ。だから取り戻すんだ、俺たちの町をな。やりましょう兄貴。俺たちでこの町を取り返しましょう。ありがとうさん、お前ら。そうと決まったら向かおうぜ、岐阜の屋敷によ。よい。này cô bắp vậy。いい汗かく。
っしゃ、おれ幸運の矢、おれおれ、おととい来な。よし、はっ、ごっかい、手加減できねえぜ、ここ、幸運の矢、いいもんは分け合わねえとな。かかってきな。おれ、こっからだ。幸運の矢、おととい来な。
お疲れさん。かかってきな。この行くぜ。おれよっしゃ。この一昨日来な。マヌケヅラ、見物だったぜ。まったくでしたね、ギュさん。どうやん、どうやん。
エビクイ。邪魔するぜ、ギフ。おお、二代目よ。感心するぞ。早速金を届けに来たのか。ま、そんなとこ。うちの銀で作ったコインだ。取っときな。たったの一リーフ。貴様、なめとんのか。てめえこそなめんなよ。その一リーフをよ。どんな大金だって、そいつが積もってできる。一リーフを笑うやつは嫌われるぜ。金にも人にもな。ふん、くだらねえ。俺らは決めた。お前らから町を取り戻すってな。田舎の土産流商人が親父と同じか。何？土地主はいつでも土地を買い戻すことができる。そんな文言、はじめは契約書に書かれてなかった。後から土地主様が書き足したのさ、こっそりとな。馬鹿正直な親父さんは気づかなかったがな。No.Vậy là thằng kia lừa chứ, thằng bạn thân của ông bố nó lừa. Một cái này thì cốt chứ mà mở bố kia đó rồi. Cô giảm mô lô đô xa mô thê nì lệ tên à. Hà 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 hà私を騙して全部奪いやがって。そういうもんさ。賢いやつがいい思いをするようにできてんだよ。決めたぜ、完璧にな。来な、ギフ。俺らの町を取り返すぜ、その汚え手からな。ギフ、行くぜ。しっかり働いてもらうぜ。行きましょうぜ。ラブレン大丈夫。かかってきな。幸運の矢。おらおら。お疲れさん。お疲れさん。こっからだ。働いてもらうぜ。くらいやがれ。かかってきな。くらいやがれ。よっしゃ。幸運の矢。行きましょうぜ。
絞り取ってやる。行くぜ。しっかり働いてもらうぜ。行きましょうぜ。こっからだ。ここ。行きましょうぜ。このレモンだよ。うるい。行くぜ。よっよっしゃ。どっかしょ。くらいやがれ。うり。どうして？ほらほら、どうしたよ。神の分際で手間かけさせやがって。てめえら何をボサッとしてやがる。さっさとこいつを片付けねえか。今さら部下に懇願か。いいぜ、全員まとめてかかってきやがれ。連敗さんがうろ。こっからだ。しっかり働いてもらうぜ。くらいやがれ。ぶつかるせん。かかってきな。ふっ。くらいやがれ。ちょっともう一回やれ。くぬ。へへへ。絞り取ってやる。いくぜ。かかって。さあ、結論は。いいもんは分け合わねえとな。さあ。覚悟はいいか。ま、待て、命は勘弁してくれ。いない。おいじゃおいていいか。金ならたんまりある。ほ、ほら。お、おお。俺らが稼いだ金、こんなに隠してたのか。これだけありゃ町を立て直せるぜ。悪く思うな。俺らは命令されただけだ。そうかい。じゃあとっとと土地主を出しな。できるか。あの方は誰にも哀れねえ。そういや、土地の契約も手紙でしたって聞いたな。俺も親父も会ったことはねえ。何者だ、土地主は。言えるか。言ったらただでは済まん。あ、そう。言わなくてもただじゃ済まねえけど。大富豪ロックブリリアント様だ。な、に、ロックのおやつさんが、なんで、すべては小作だったのさ、あのお方のな。え、ないらんがもん。嘘だ。なんかの間違いだ、きっと。なことするわけがねえ。あのおやすさんが、có gì là không thể。いつぶりかしらね、お店にこんなに商品が並ぶなんて。町に活気が戻ってきたな。新入り、とっとと運ばねえか。ただいま、これまでの借りの分もしっかり働いてもらうぞ。
っとっと、これは二代目失礼しやすか。親父、もう大丈夫なのかよ。ああ、おかげでな、まだくたばってらんねえ。生に奪われた大金を分配して町もまた潤ってきたとこだ。だな。あ、そういや、資材の手配済ませておいたぜ。もう気が利くじゃねえか。なあ、パルテティオ、ちょっと話さねえか。なんだよ、話してるじゃねえか。いいからいいから、ちょっと来いよ。この土地に来てからもう16年か。何もねえとこから始めて大きくなったり小さくなったり。ああ、いろいろあった。親父、ロックの親父さんは。ロックのことは俺は知らん。俺らを見捨てた男だ。面も見たくねえ。お前は前を向いてろ。未来があるんだ。この町には収まらねえ。もっとでかい未来がな。親父、この町はもう心配ねえ。お前がいなくたってな。兄貴、パルテティオ兄貴。兄貴、お前はこんな小さな町に収まる器じゃねえ。だからとっととどっか行っちまえ。俺はこの町でずっと育った。でも外の世界への興味は正直ずっとあった。ロックのおやっさんが言っちまったあの日から。ここにとどまったことは一遍も後悔してね。でも思い知った、貧しいってことの辛さをな。兄貴、ここはなんとか良くなったけど、きっとまだどっかに貧しい思いをしてる奴がいる。そいつらを救ってやりてえんだ、俺の腕でさ。商売は儲けるだけじゃねえ。その理由が肝心だ。よく言いやがった、息子よ。親父、お前はもうひよっこじゃねえ。一発の商人だ。この町を大きくしたみてえに貧しい奴らを救ってこい。サンデロックに見せつけてやれ、今のそのお前の姿をな。とっとと行け、パルテティオ。町は俺らに任せろ。俺らが絶対守ります。心配しないでくれ、兄貴。ねえ、早く兄貴、お達者で。おめえら。Thank you.
信じるぜ。みんながそう言うならな。俺行ってくるわ。世界中の貧しい奴らを救ってくんぜ。OK, 放弃一个拼音。これからよろしく頼むぜ。Để hình như đây có 4. Để hai đứa theo sau là 6 mẹ. Ba nó đây. Nói đối với con trai mình cũng ít tiền à. Sẽ chối loài. Tôi nhớ rẻ. Thank you.
giờ nó đánh nhau hơi ngon. Có vẻ ngang nhau nhỉ. Bỏ tiền ra thuê tốn mớ. Ok cũng được, ráng dành tiền thuê thằng này cũng được. Thằng này có vẻ khá hy vọng. Ok, hôm nay dừng tại đây thôi anh em ạ. Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi nha. Vui lòng bỏ chút thời gian để mà like trên YouTube PC Game giúp mình, cũng như là chia sẻ video thật kiện cho mình nhé. Đối với cái nhân vật thương nhân này thì mình phải dành thời gian để mà nâng cấp level. Chứ bây giờ level 8 không làm ăn gì được anh em ạ. Sau thì video nha.